cái nguồn gốc của các view đến với video của mình là từ đâu. Giống như mình tưởng tượng, giống như mình bán một quán ăn, mỗi ngày mình có 1.000 khách đến ăn chẳng hạn, thì để cho cái quán của mình phát triển hơn, mình cần tìm hiểu cái nguồn lưu lượng, cái nguồn khách đến ăn với quán mình là từ đâu đến là chính. Ví dụ như từ khách vãng lai là chính, thì mình phải có một chiến lược khác. Nếu nguồn lưu lượng của mình là nguồn khách đến với quán của mình là từ một khu dân cư ở trong cái vùng đấy, thì mình phải có một chiến lược để phát triển cái quán phù hợp. Ngược lại, nếu mà cái nguồn khách đến từ ví dụ một cái trường đại học ở gần đấy chẳng hạn, thì cái chiến lược phát triển của cái quán mình nó phải khác. Chào 500 anh em YouTubers. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Chương trình bí kíp tăng view tăng sub ngày hôm nay, mình sẽ thay đổi không khí một chút cho các bạn đỡ chán. Mình sẽ trả lời một câu hỏi cực kỳ quan trọng ở trong group Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Em thấy hiện nay tình trạng bơm view và sub rất nhiều. Bên dịch vụ họ còn nói đây là nguồn sạch từ mạng xã hội và vẫn bật kiếm tiền bình thường. Tỷ lệ này chắc là 1% quá. Chẳng lẽ anh YouTube không biết nguồn đó như thế nào sao? Ok, thì trước khi mình trả lời cái câu hỏi này, mình cũng xin giới thiệu với các bạn xem kênh Việt YouTubers là mình có một cái group Facebook để mình support, hỗ trợ cho các bạn làm content. Nếu kênh của các bạn làm content và nếu kênh của các bạn đã đạt 1.000 sub trở lên, thì các bạn có thể đăng ký, mình để link ở bên dưới phần mô tả và comment ở bên dưới. Xin mời các bạn tham gia để chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm YouTube. Còn về phần câu hỏi này, đối với YouTube, người ta có thuật toán riêng, người ta có rất nhiều cách khác nhau, người ta nhìn vào những tín hiệu khác nhau để nhận định rằng view của bạn có phải là thật không. Một trong những cách để YouTube xác định view là thật hay là ảo, đó là cách xem xét tỷ lệ của nguồn lưu lượng truy cập cho lượng view đến với video của mình. Nếu các bạn vào ở trong YouTube Studio, click vào số liệu phân tích nguồn lưu lượng truy cập, các bạn có thể thấy ngay cái nguồn gốc của các view đến với video của mình là từ đâu. Cũng giống như mình tưởng tượng, giống như mình bán một quán ăn, mỗi ngày mình có 1.000 khách đến ăn chẳng hạn, thì để cho cái quán của mình phát triển hơn, mình cần tìm hiểu cái nguồn lưu lượng, cái nguồn khách đến ăn với quán mình là từ đâu đến là chính. Ví dụ như từ khách vãng lai là chính, thì mình phải có một chiến lược khác. Nếu nguồn lưu lượng của mình là nguồn khách đến với quán của mình là từ một khu dân cư ở trong cái vùng đấy, thì mình phải có một chiến lược để phát triển cái quán phù hợp. Ngược lại, nếu mà cái nguồn khách đến từ ví dụ một cái trường đại học ở gần đấy chẳng hạn, thì cái chiến lược phát triển của cái quán mình nó phải khác. Đối với những kênh YouTube bình thường ấy, nguồn lưu lượng truy cập lớn nhất có thể có của các bạn thường là từ video đề xuất. Đấy, chúng ta vẫn thường nghe nói là video, một khi mà mình được ăn đề xuất thì cái kênh của mình sẽ lên, đúng không? Cho nên là cái lưu lượng lớn nhất ở trên YouTube mà nếu mà bình thường ấy, nó sẽ là video đề xuất. Ví dụ như hình này. Đây, video đề xuất là lớn nhất, đúng không? Sau đó là các nguồn lưu lượng khác. Đối với các kênh khác bình thường là duyệt có các tính năng và tìm kiếm ở trên YouTube. Nguồn lưu lượng truy cập của kênh Việt YouTubers chúng ta là từ trang kênh, từ tìm kiếm trên YouTube, từ bên ngoài, tức là chủ yếu là đến từ Facebook đấy. Duyệt các tính năng, video đề xuất đang còn rất ít, còn rất ít người biết đến kênh của chúng ta. Nhưng nếu các bạn nhìn vào nguồn lưu lượng truy cập của cái kênh này, các bạn sẽ thấy nha, lượng view rất lớn, 6 triệu view đến từ end screens, tức là màn hình kết thúc. Rồi 1.700.000 view đến từ playlist. Đây là hai nguồn lưu lượng điển hình của các kênh bơm view, bơm sub. Tại sao mình lại nói như thế? Đầu tiên mình phải hiểu thế nào là màn hình kết thúc và playlist. Tức là như này, nếu mà các bạn xem video, các bạn thấy xem đến hết một video ở trên YouTube đến phía sau cùng, thấy có những cái video đề xuất tiếp theo, đấy gọi là màn hình kết thúc video đó. Thường có thể là clip khác ở trên kênh của bạn, hoặc là mình có thể đặt clip của các kênh khác.
Thì những người bán view, bán sub người ta làm như sao? Người ta tạo ra 1.000 kênh hoặc 1 triệu kênh. Những cái kênh này làm rất là dễ, không vất vả nha anh em mình làm content. Tại vì người ta làm bằng máy tính, bằng phần mềm. Thứ hai nữa ấy, là cái việc nội dung của người ta là người ta làm bằng gọi là cách người ta gọi là content farming, nhân giống nội dung để tạo ra những cái loại phim hoạt hình mà vô nghĩa, không có giá trị giáo dục gì, tấn công vào trẻ em đấy. Bây giờ một người cần đi mua view chẳng hạn, ở một kênh A cần đi mua view chẳng hạn, thì người ta sẽ đặt link của cái kênh đó lên màn hình kết thúc của hàng ngàn kênh, hàng triệu kênh. Thì hàng ngàn kênh, hàng triệu kênh đó, những nội dung mà gọi là nhân giống nội dung hoặc là những nội dung re-up rất là khó bật kiếm tiền đấy, nó có một lượng view rất lớn và nó sẽ đổ về phía màn hình kết thúc đấy, đổ sang cái kênh A. Chính vì vậy cho nên là khi nghiên cứu lưu lượng của kênh A, chúng ta sẽ thấy phần lớn đến từ màn hình kết thúc. Tương tự như thế đối với playlist chẳng hạn, thì người ta cũng xây dựng một cái playlist, ví dụ 10 video clip của các cái kênh mà nhân giống nội dung đấy, trong đó chen vào những cái clip của kênh A vào trong cái playlist đấy. Thì khi khán giả xem ấy, thì nó sẽ tự động chuyển sang từ những clip kia, chuyển sang cái clip của kênh A. Vì vậy cho nên là kênh A có view thôi. Rồi tiếp theo, ý thứ hai trong cái câu hỏi này là như này. Bên bán người ta nói rằng là cái nguồn view này đến từ mạng xã hội chứ không phải là view của Google. Từ mạng xã hội tức là chủ yếu ở Việt Nam, tức là từ Facebook ấy, thì sao? Nếu mà có hai câu trả lời cho cái lập luận này. Thứ nhất là khả năng thứ nhất là cái bên bán ấy người ta xạo lộ. Còn cái khả năng thứ hai ấy, nếu mà người ta nói thật ấy là nguồn view đến từ Facebook ấy, thì chúng ta cũng phải hết sức, chúng ta cũng phải tránh xa cái này. Tại vì như nào? Tại vì cái số tiền mình bỏ ra có xứng đáng với cái kết quả mình đạt được hay không? Google ấy, người ta thừa biết rằng ở trên cái hệ thống kiểm soát của Facebook chưa được bằng Google, cho nên là các bạn thường xuyên thấy cái Facebook ở Việt Nam nó xảy ra rất là nhiều cái hiện tượng là tài khoản clone này, tài khoản ảo này, tương tác giả này, view giả, vân vân. Cho nên là cái lượng view dù rất lớn đến từ mạng xã hội hoặc từ các nguồn bên ngoài khác thì YouTube nó vẫn không tin. Ví dụ như thay vì ở trên YouTube chẳng hạn, bạn có được 1.000 view, sau đó YouTube nó sẽ đánh giá cao, nó sẽ đề xuất tiếp cho bạn 1.000 view mới, thì cái lượng view từ bên ngoài là 1.000 view chẳng hạn, nó chỉ đề xuất cho 100 view mới thôi. Cho nên là cái số tiền mà bạn bỏ ra đâu có xứng đáng với cái kết quả mà bạn muốn. Cái kết quả mà mình muốn là cái video của mình được đề xuất, được go viral, để cho cái kênh mình phát triển cách bền vững, không có chuyện là ngừng bơm view, bơm sub là lại hết view. Đây chỉ là một trong những ví dụ rất nhỏ thôi. Các bạn có thể nhìn vào đây là các bạn có thể nhìn thấy, biết ngay là view ảo, thì các bạn có thể tưởng tượng là Google có biết được hay không. Chỗ này mình cũng muốn nhắc nhở luôn với các bạn là đối với người ta thì người ta làm những cái hành vi như thế là vi phạm, là không hợp với chính sách của YouTube. Nhưng mà đối với mình thì việc tối ưu hóa ở trên kênh bằng màn hình kết thúc và bằng playlist là điều cực kỳ quan trọng. Sau mỗi video bạn nên dùng màn hình kết thúc để cài đặt, để cho dẫn view tiếp đến một video tiếp theo của mình. Như vậy ngoài chuyện cái video sau ấy có view là thứ nhất, mà chuyện thứ hai nữa ấy, YouTube sẽ đánh giá là theo phiên xem, theo cái thời gian mà người ta ở trên kênh của bạn được lâu hơn bình thường. Đó là một tín hiệu rất tốt để cho kênh của bạn được đề xuất. Tương tự như thế đối với playlist, thì ví dụ như bình thường ấy, một video clip bạn nhìn thấy có 1.000 view hoặc là 1 triệu view đi, thông thường đến cuối video số lượng người ở lại với bạn sẽ không còn nhiều như thế, chỉ còn 500.000 thôi hoặc là 400.000 thôi. Trong số đó, với tỷ lệ click nhấp chuột vào cái tỷ lệ nhấp vào cái clip tiếp theo của bạn chỉ là 1% thôi chẳng hạn, thì từ 500.000 nó chỉ còn lại là 5.000 view vào cái clip tiếp theo thôi. Tuy nó không đáng kể, nó chỉ là 1% như thế, nhưng mà từng mắt xích nhỏ ở trong cái hệ thống tối ưu hóa của bạn sẽ giúp cho kênh của bạn được đẩy lên. Rồi tiếp theo, nhân dịp ngày hôm nay chúng ta đang nói về chính sách của Google, mình sẽ nói thêm một chút về thay đổi của thuật toán của YouTube mà chúng ta đã thấy trong khoảng
nửa sau của tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, rất là nhiều kênh lớn, rất là nhiều kênh đang được ăn đề xuất đều đang than phiền là các bạn đều thấy là lượng view của mình giảm rất mạnh, khoảng từ 20 cho đến 30% so với lượng view bình thường. Thì trước đây ấy, cái phần lớn cái lượng view đến từ đề xuất hoàn toàn dựa vào phán đoán của thuật toán để đưa video đến cho người dùng, đến cho người xem. Nhưng hiện nay ở trên màn hình, nếu các bạn mở màn hình điện thoại thì ra xem YouTube ở trên điện thoại ấy, là ngay lập tức ở trang chủ các bạn sẽ thấy những cái đề xuất theo chủ đề, thì khán giả có thể chọn những chủ đề đấy để xem, hoặc là khi xem YouTube ở trên điện thoại ở ngay bên dưới có những cái lọc chủ đề để khán giả có thể bấm vào xem, là làm cho khán giả người ta xem được đúng cái người ta muốn nhiều hơn. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao thay đổi này của thuật toán lại có thể làm giảm view của các kênh lớn như thế được. Nếu mà làm giảm view như thế thì làm số lượng, thời gian xem ở trên YouTube nó bị giảm xuống thì sao? Vấn đề ở chỗ như thế này, cái thử nghiệm này ấy, mình đã đưa tin về cái thử nghiệm này từ cách đây nửa năm. Tức là người ta đã thử nghiệm trên một số lượng lớn, rất lớn trước khi người ta áp dụng đại trà. Cho nên chắc chắn ấy, là tổng thời gian xem từ tất cả các kênh ở trên YouTube thì phải tăng lên. Nhưng mà rõ ràng là qua cái khảo sát ở trong group mà mình đã nói thì chúng ta có thể thấy là những kênh lớn thì giảm view, nhưng mà những kênh nhỏ video đã up từ lâu ngày thì lại view lại tăng lên. Ví dụ như bình thường bạn up một video, như chúng ta vẫn thường thấy là lượng view lớn nhất đến từ 2 cho đến 7 ngày đầu tiên, đúng không? Bây giờ cái lượng view từ cái khoảng thời gian đầu tiên đấy nó đang giảm đi rất nhiều. Những cái video mà đã xuất bản từ lâu ấy thì lại bắt đầu có view. Dường như cái thuật toán này cũng có phần nó điều chỉnh để cho lượng view của chúng ta trải đều ra hơn về thời gian, nó không ưu tiên những cái video thời gian xuất bản sớm nữa. Vậy thì từ những cái thay đổi này chúng ta có thể rút ra điều gì? Cái thứ nhất ấy, là nên bớt bắt những cái trend, đặc biệt là những cái trend mà chất lượng không tốt, nó làm cho kênh mình dần dần đi theo những cái hướng có tên rủi ro, để mình đi vào sản xuất nhiều hơn những cái nội dung gọi là evergreen content, tức là những cái nội dung mà có cái lượng view lâu dài, ví dụ như hướng dẫn này, nó không cần phải mang tính thời sự lắm, từ năm này qua năm khác lâu lâu vẫn có người vào tìm kiếm cái nội dung của mình để xem. Rồi, vấn đề thứ ba ở trong ngày hôm nay là những tin đồn, những đồn đoán xoay quanh nội dung trẻ em ở trên YouTube. Những cái tin đồn này thì chủ yếu xuất phát từ cái cuộc nói chuyện giữa ông này là Joseph và Simons, tức là trưởng ban của FTC, Federal Trade Commission của Mỹ. Mình thì cũng không nghiên cứu kỹ về chính trị của Mỹ, nhưng mà ủy ban này là ủy ban thương mại liên bang, chắc quyền cũng lớn. Thì ngày 8 tháng 7, ông này có một cái cuộc nói chuyện điện thoại với hai nhóm bảo vệ quyền trẻ em. Thì cái nhóm bảo vệ quyền trẻ em đấy, người ta yêu cầu là, người ta khiếu nại là ở trên YouTube hiện nay, YouTube thu thập quá nhiều thông tin của trẻ em, trong đó đưa lên những cái nội dung không phù hợp cho trẻ em, vân vân các kiểu. Trong cái cuộc nói chuyện điện thoại đó, ông Joseph Simons này, ông ấy có một đề xuất là, thì nếu bây giờ tôi bảo YouTube tắt hết quảng cáo ở trên tất cả các nội dung trẻ em thì có giải quyết được vấn đề cho các bạn hay không? Thì tức là người ta mới chỉ nói như thế thôi, thế còn mọi việc vẫn chưa diễn ra. Nhưng mà ngay lập tức thì tin đồn đã lan ra khắp mọi nơi. Trong hồi đó có những vấn đề như, chẳng hạn như là ngừng quảng cáo trên tất cả các nội dung trẻ em ở trên YouTube này, hoặc là cái vấn đề chuyển hết tất cả nội dung trẻ em ở trên YouTube sang một platform mới. Thì những cái vấn đề đó hiện tại tất cả đều đang là tin đồn và chưa có cái gì là thực tế cả. Chỉ có một số thông tin thêm cho các bạn là chính cái ủy ban này này là cái ủy ban mà cách đây một vài tháng đã bắt Facebook đóng 5 tỷ đô la tiền phạt vì những cái vi phạm liên quan đến thu thập thông tin người dùng ở trên Internet. Và cũng tháng 2 vừa qua thì cái ủy ban này cũng đã phạt TikTok 5,7 triệu đô la vì những sai phạm tương tự. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber, chúng ta tự hào sáng tạo.